Ngay sau đây chúng ta không để các bạn mất nhiều thời gian, chúng ta sẽ đến với tiết mục đầu tiên. Đó là một tiết mục liên quan đến đàn guitar với thí sinh 01 Hoàng Minh Quang. Xin mời bạn. Từ sau khi em mở cái phong bì thưởng của có thể lấy tinh thần để trình bày tổ sơn thì em xin để phong bì được mặt như thế này. Và thân em đặc biệt dành tặng cho ban giám khảo. Quay về phía ban giám khảo là chủ yếu. Vì anh Tuấn Anh lúc nãy có bảo văn hóa của công ty không có sếp nên là ban em chỉ nói chung chung thôi chứ không nói. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.